chiều mầm thôi. Có đau gì? Tí là mông tẻ à? Không là mông lại tẻ không? Đau chỗ khác hả? Không đau. Nhắm mông lại laser chỗ khác không đau. Chỉ nhét cái nó sao sao sao. Như kiểu cảm giác lạ ấy, em nhỉ? Có thấy cảm giác lạ không? Tại sao chị lại có thể nhìn được chị không ngại mà lại chị cũng ngại lạ lắm.